là bán trứng hồng tôm rồi chị? Kiểu này đúng rồi. Luôn là 20 chứ hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu cái chị? 20. 25 rồi chị? Có bảo là cái lò bên kia kìa. Anh ơi menu em đứng anh xem gì em với anh ơi. Thank you.
nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, nhu cầu
trên địa bàn thành phố nói chung và quận Năm nói riêng. Ủy ban nhân dân phường 11 quận Năm đã xây dựng kế hoạch tổ chức phố kinh doanh lồng đèn thời vụ dân cư trên địa bàn phường 11. Thời gian tổ chức bắt đầu từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch. Xây dựng lồng đèn trong những hoạt động góp phần giữ gìn giá trị văn hóa nhân dân, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, mạnh mẽ, bản sắc dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công nhân và vui chơi, giải trí và môn thắng của người dân. Đối với các tuyến đường phố riêng như những tháng làm trung tâm khi đến tham dự tiếp xúc các loại tiên nữ giữ lại lồng đèn lớn nhỏ hiện đại và truyền thống, các loại đèn ngôi sao, đèn kéo quân, đèn ống, đèn lồng tròn, đèn hình khối. Ngoài ra còn không ít các loại cánh đầu lôi ông điện lớn nhỏ và hàng loạt các sự kiện trang trí cùng thôi để chờ đón một mùa xuân vui sôi động. Nếu ngày xưa những chiếc lồng đèn với tiếng cùng con sông con núi là cá nhân anh dùng để thay của chúng ta thì ngày nay cái lồng đèn đã giải chuyển mình rực rỡ chiêu hào vui vẻ với các sản phẩm đa dạng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.